Hello, xin chào quý anh chị em ha. Đang quay cho quý anh chị em tham khảo cái động cơ con này Kubota quá nha. Kubota V2403 nha. Nó có ký hiệu cho lốc máy là SKMT. Tình trạng máy thì nguyên zin quá anh em ha. Nguyên zin, không có sơn dầm chế cháo gì hết ha. Chữ bô còn rất là đẹp. Quay chi tiết cho quý anh chị em tham khảo ha. Các anh chị em có nhu cầu sử dụng những con máy Kubota thì em hỏi em ha. Kubota nó có hai dòng đó nha, một dòng thì cái chân co dầu ngắn, một dòng chân co dầu dài ha. Đây, co dầu dài thì lược kim ha. Đây, bánh chén cũng còn nước sơn mới tinh luôn. Tình trạng là em bán cho quán chị em là em bao nguyên zin nguyên bản ha, không có sơn dặm hay là không có tháo mở chế cháo gì hết. Rất đẹp ha. Em này cái bơm, cái bơm hàm của nó còn vệ sinh luôn các bác nha. Con này thì có bán trên chạy vỏ chạy gì đó quá nha. Chạy vỏ lên mới cắt nó mới cài ha. Thì rất là ok ha. Kubota V2403. Máy này made in Thái Lan quá nha. Đấy. Đề máy cho quá cho em tham khảo nha. Rất là êm quá chị em. Mấy con này thì khỏi bàn rồi. Chỉ bàn về giá cả thôi. Nhưng mà giá của nó cũng rất ok quá chị em ha. Giá em này thì trên 40 triệu một tí. Đấy. Máy thì tiền nào của nấy quá chị em. Cô bán chị em một cái máy mà nó mới tinh, nó chát mà giá rẻ thì không bao giờ có thôi. Chuyện đó không bao giờ xảy ra ha. Những máy xuất sắc thì giá nó phải cao. Thì quán chị em nên cân nhắc kỹ ha và chi tiết hơn. Đấy. Thì em không có khẳng định là như thế nào đó nhưng mà quán chị em nên xem chi tiết thật kỹ hơn. Tiền nào của nấy quá nha, quán chị soi thật kỹ ha.
sạc rồi zin tất cả toàn bộ quá nha ha. Rồi lần nữa cảm ơn rất nhiều quá anh em ha, cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo.